Dạ tắm mưa anh chị ơi, trời ơi Sài Gòn mưa rồi. Sunny đang đứng ở đang chạy trên con đường chợ lớn khu vực Bình Phú với cái cơn mưa ngang qua ở khu vực chợ lớn này. Sunny cũng muốn mời anh chị, lâu quá rồi không được tắm mưa. Anh chị có nghe tiếng mưa lợp bợp trên cái áo mưa của Sunny không? Trời mưa Sài Gòn như là người con gái động đảnh, lúc nắng lúc mưa. Sáng thì nắng nóng, nhưng mà bây giờ trời chuyển một cơn mưa rất là lớn. Hồi nãy những cơn mưa tắm chớp ì đùng, định trú mưa nhưng mà công việc nên chính vậy là phải đi công việc. Rồi sẵn mời anh chị chúng ta ngắm mưa rơi ở chợ lớn Sài Gòn. Bây giờ thì khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 5 2021. Ngày xưa thì nhớ những cơn mưa này, tắm mưa cũng rất là vui anh chị ha. Bây giờ Sunny sẽ đi con đường Nguyễn Văn Luông phía trước mặt anh chị, ra con đường Hậu Giang để về cái hướng chợ Bình Tây. Đây là những con đường thân quen của Sài Gòn. Nguyễn Văn Luông ngày xưa có tên là Triệu Chị. Nếu mà đi thẳng ra thì mình ra chợ Phú Lâm đó anh chị. Nhưng mà Sunny sẽ đi cầu Hậu Giang, đi con đường Hậu Giang để ngắm mưa rơi cùng với anh chị. Đôi khi cơn mưa này nó cũng ướt át, nhưng mà có những cơn mưa này thì nó xua tan đi cái oi bức của Sài Gòn nóng nực. Thời tiết Sài Gòn nóng lắm anh chị, mấy bữa nay nắng rát da, nhiệt độ khoảng 37 độ C. Mưa Sài Gòn thì đối với cái mưa Sài Gòn không có giống như ở ngoài miền Trung như Đà Nẵng, Huế hay là Quảng Nam, Đà Nẵng vân vân, những cái tỉnh miền Trung đó mưa cả ngày. Nhưng mà đối với Sài Gòn thì mưa một cơn mưa ngang qua thôi. Giống như là nàng Sài Gòn lúc dỗi hờn đó anh chị. Đây là con đường Hậu Giang. Xa xa thì chúng ta sẽ thấy cầu Hậu Giang. Theo như nhìn nhận đám mây thì mây này không cạn, nên mưa nên nó không có dai. Tình hình Sài Gòn mấy hôm nay thì cũng rất là lo lắng anh chị, về dịch cúm lây lan cộng đồng ở những cái tỉnh phía Bắc và Đà Nẵng, Quảng Nam, Đà Nẵng, cái khu vực đó. Thì thông qua những cái ngày nghỉ lễ thì nhiều người cũng đi chơi, đi du lịch. Thì không biết như thế nào, tình hình thì cũng rất là lo lắng. Tất cả các dịch vụ ở Sài Gòn, ví dụ như là karaoke, bar pub thì đóng cửa, không có tập trung đông người. Các em học sinh thì trong tuần này sẽ thi học kỳ 2 sớm và nghỉ hè sớm. Có một cái ca đi chuyến bay từ Đà Nẵng vào phi trường Tân Sơn Nhất đón xe về Long Khánh cũng bị nhiễm dương tính, làm ở vũ trường Phương Đông ở Đà Nẵng. Nhưng mà cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi người cũng vẫn đi xe gắn máy chở hàng, đi giao hàng, kiếm cơm anh chị. Cuộc sống thì cũng khó khăn vất vả. Những cơn mưa này rất là tội những người buôn bán lề đường. Mưa ướt át như thế này, đối với con đường Hậu Giang này xưa kia thì nó bị ngập, nhưng mà bây giờ đỡ rồi anh chị. Đây là con đường Bình Phùng nha anh chị ha, máy trái là về vùng bên cây gõ, mình đi thẳng luôn. Mưa cũng tạnh bớt rồi. Một số anh chị thì rất là thích tiếng mưa rơi. nên trên đây thôi. Tại sao mình không có quay những tiếng mưa rơi này gửi tới anh chị và các bạn? Đôi khi nghe tiếng mưa rơi lợp bợp như thế này thì là nhớ lại kỷ niệm xưa, cùng với gia đình và những người bạn thân đi trong mưa trong những cái buổi tan học. Còn với gia đình thì bên mâm cơm gia đình. Hôm nay sẽ đi tới chợ Kim Biên, một đoạn chợ Kim Biên rồi đi con đường Nguyễn Văn Thành nha anh chị ha. Đi quay một đoạn mưa rơi vậy thôi. Con đường Hậu Giang ngày hôm nay thì buổi tối thì dịch vụ ăn uống cũng rất là nhiều anh chị. Những cái món ăn bình dân thôi, nó không phải là như nhà hàng, những con đường ăn uống khác. Trước mặt anh chị đó là con đường Mai Xuân Thưởng, chợ Rau năm xưa. Vừa rơi tí tách. Ông trời cũng không khó chiều lòng người đó, những người bán trái cây khó chiều lòng người lắm anh chị. Mưa nhiều quá thì ướt át cũng than ôi ông sao ông ơi, để tạnh mưa để con bán. Nhưng mà không mưa, ông ơi con nóng quá cho cơn mưa để cho con mát. Nói chung ông trời cũng khó chiều lòng người. Trước mặt anh chị đó là con đường Phạm Đình Hổ. Đối với khu vực chợ Kim Biên và chợ Bình Tây này thì chuyên môn bán sỉ, thì đây thì cũng có một cái lực lượng các anh đi giao nhận bằng xe gắn máy chở rất là cao. Những cái buổi mưa như thế này là trơn chợ, chợ cũng rất là khó khăn, sợ ướt đồ đó anh chị. Mà ăn theo chuyến, mà mưa như thế này nhiều quá thì làm sao mà chở đây? Cũng khó khăn vất vả lắm, nhưng mà quan trọng là cuộc sống là luôn yêu đời anh chị, yêu đời tích cực, luôn luôn mỉm cười. Những bác xích lô hàng ngày vẫn phải đạp xe chở hàng. Bây giờ xích lô thì chở khách ít, đa số xích lô ba gác là chở hàng thôi anh chị. Trời bắt đầu cũng ngớt cơn mưa rồi đó, đó mưa thì Sài Gòn nó cũng thường nó ngập đoạn ngắn như thế này đó. Chỉ sợ nhất là những cái vùng trũng thôi, những cái vùng cao như thế này thì nó không có ngập nhiều, nó thoát không kịp. Phía trước là có một cái đám mây đen nữa, phải bịt lại hết không là ướt đồ. Biết là che áo mưa, anh chị nói anh chị có nghe rõ hay không? Rồi qua con đường Tháp Mười, bây giờ mình sẽ tới con đường Hải Thượng Lăng Ông và Sunny sẽ đi ngang chợ Kim Biên nha anh chị ha. Đi qua bên hông chợ Kim Biên vòng về bến Nguyễn Văn Thạch. anh chị. Tạnh mưa rồi nhưng mà không biết đám mây kia thì có thể là mưa nữa, nhưng mà như thế này cũng vui. Lý do là tự nhiên có cơn mưa vậy thôi nó mát trời, mát đất, mát trời em địa. Sunny muốn cập nhật những cái hình ảnh này nè. Bầu trời thì mây đêm xám xịt. Rồi hai bác cháu bày chiếc xe hủ tiếu gõ đi bán. Cuộc sống thì nó khó khăn. Chúc hai bác mua may bán đắt, tạnh mưa để hai bác bán. Đây là chợ Kim Biên. Sau thời gian trú mưa thì mọi người bắt đầu trở lại cuộc buôn bán bình thường, chở hàng giao hàng. Mưa thì ai cũng chùm như thế này. Đây là một cơn mưa ngang qua thôi mà sợ nhất là khi mà nó nắng đường nhựa nó khô rồi anh chị, đổ một cơn mưa rồi lúc đó ra đường nó bốc hơi lên, sợ lắm. Cái đó là bệnh á. Trên đây hồi nãy chú mưa đợi chút xíu cho nó bốc hơi hết rồi mới chở anh chị đi tắm mưa. Đối với khu vực này thì Sunny có ban ngày cũng có quay rồi. Những cái dọc cái dãy bên đây thì chuẩn bị là chạy tỏ hết. Anh chị ở khu vực này hoặc là ở Bình Tiên thì có thể là định cư ở nước ngoài nhiều. Mỗi lần Sunny quay khu vực này thì anh chị có vào comment cũng rất là nhiều. Rồi mình sẽ đi một đoạn nữa phía sau chợ Bình Tây nha anh chị ha. Nãy đi phía trước rồi giờ mình đi phía sau. Những cái dãy nhà mé bên trái của anh chị á, thấy còn nhà nhưng mà bây giờ người ta dọn đi hết rồi anh chị. Dọn đi hết rồi. Bên trong là giống như một cái nhà kho thôi. Con đường này mang tên là Phan Văn Khỏe nha anh chị. Ngày xưa là bến Nguyễn Văn Thành. Ở giữa là kênh Hàng Bàn. Bên kia là bãi sậy. Đó, nhà mái trái là người ta đập hết rồi đó. tương lai nó trở thành một cái công viên rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua Phạm Đình Hổ. Sunny sẽ quẹo con đường Mai Xuân Thưởng để đi ra đại lộ Võ Văn Kiệt. Cái góc mà phía sau lưng Sunny ngày xưa mà tới Hậu Giang là chợ rau cải, chợ rau. Bây giờ thì các tiểu thương dọn về chợ Bình Điền rồi anh chị, chứ không buôn bán ở đây nữa. Mình sẽ băng qua con đường Phạm Văn Chí rồi Gia Phú để ra đại lộ Võ Văn Kiệt. Trời là sáng trời rồi đó. Giao hàng vẫn chạy thôi. Rồi anh ba gác này chạy qua luôn, đèn đỏ chạy qua luôn, rồi đèn xanh rồi. Đôi khi những cái góc ngã tư này người không có công an đó, nên là mọi người cứ thoải mái cứ chạy. Sunny thì cứ tuân thủ, đôi khi mà đi công chuyện về khuya đó cũng thôi ngừng đèn xanh đèn đỏ. Nó cái gì nó cũng có một cái thói quen. Cô Hoa cô Huệ định là gửi email cho cô Hoa cô Huệ, thì không biết là cô Hoa cô Huệ có email hay không. Định là những cái gì mà cô Hoa cô Hậu rồi Huệ gửi Sunny định đi mua gạo. Anh Hùng nè, bác KT nè. Đây là đại lộ Võ Văn Kiệt, ngày xưa là bến Lê Quang Liêm. Nó kéo dài đến dòng kênh Lò Gốm. Cái hướng này đi về An Lạc. Đối với bác KT thì có email và anh Hùng có email, hôm nào Sunny sẽ soạn email hoặc là chat với lại anh Hùng. Còn cô Huệ để Sunny sẽ có đôi lời chia sẻ, vẫn còn giữ đó, nhưng mà đối với những cái gì đó tấm lòng của cô chú anh chị thì Sunny sẽ chia sẻ một cách rất là cặn kẽ. Chứ nhiều lúc mình giữ hoài thì kỳ, mà thực hiện không được. Cái gì phải cho nó rõ ràng, không là nguy hiểm. Rồi Sunny băng qua con đường Phạm Phú Thứ. Đây là con đường kỷ niệm đối với anh chị. Có cầu sắt bắc qua bến Bình Đông, kho gạo năm xưa. Cái hướng này là Sunny sẽ đi về cầu Lò Gốm luôn nha. Chắc cũng gần hết pin rồi. Sunny cứ mời anh chị đi thêm một đoạn. Xe cộ thì anh chị thấy nhiều không? Bên phải thì có một cái xóm Bình Tiên. Đây là một cái xóm mà nó chia cắt giống như bàn cờ anh chị, giống như cương xá vậy đó. Đây bên phải con đường Bình Tiên nè. đó, sau khi cơn mưa bắt đầu mọi người ùn ra đường chở hàng, giao hàng tấp nập, giao hàng cho nó kịp anh chị. Và má bên phải đây là có rất là nhiều cái chành nơi giao nhận hàng để chuyển đi những cái tỉnh thành khác. Sao bắt đầu mưa nữa hả trời. Ở đây thì có những con hẻm để đi vào giống như cư xá, không biết như cư xá hay không mà nó những cái lô đất nó được chia ra rất là rõ ràng, nhưng mà nhà cũ chứ không phải là nhà mới anh chị, khu dân cư cũ, nhưng mà có thể là ngày xưa ở đây là một cái mảnh đất trống rồi người ta phân lô ra. Nếu anh chị nào có kỷ niệm tới khu này chia sẻ với Sunny nha, khi mà đi qua con đường Bình Tiên. Trời bắt đầu là đổ mưa lại anh chị ơi. Một số người coi như là tưởng hết mưa, cởi áo mưa, bây giờ phải đậu lại, phải mặc áo mưa vô. Đó, mưa lớn này. Bên phải anh chị đó, mình sẽ có đi bên hông cầu Lò Gốm này, để mang theo cầu Lò Gốm về con đường Lò Gốm cầu Hậu Giang đó mà mưa vô kìa. Ở phía trước mặt anh chị đó là cầu Lò Gốm, đây là cái cầu bắc, cái cầu mới sau này đó anh chị, từ lúc có đại lộ Võ Văn Kiệt. Là nó cũng là xám xịt. Sunny chào trước, tại vì không biết là nó hết pin bất cứ lúc nào. Sunny cũng thật sự là rất là cảm ơn anh chị. Đôi khi gặp mưa thì cũng rất là vui mừng được tắm mưa, nhớ lại tuổi thơ. Chở anh chị đi trong mưa là Sunny cảm thấy rất là vui. Nhưng đây thì Sunny muốn là đem những cái giọt mưa của Sài Gòn gửi tới anh chị ngàn lời yêu thương. Chúc anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Phải bye bye trước, chứ không mà tự nhiên lát hết pin rồi nó không phải phép. Mình đang chở anh chị đi chơi, phải trước khi tắt là phải cảm ơn, nhưng mà không biết là pin hết bất cứ lúc nào, nên phải cảm ơn anh chị khỏe nha. Phía trước mặt của anh chị đó là những cái chung cư mới trên mảnh đất mới. Bên phải là quận 6, bên trái là quận 8, còn đi thẳng nữa là Bình Tân. Đây là một cái địa điểm 3 quận giáp với nhau. Anh chị thấy không, đường nè, đường xá đây nè, bắt đầu là chuyển mưa nè, hồi nãy đâu có mưa đâu đó. Sài Gòn là vậy. Sài Gòn là thế. Ngày xưa ở đây á, nghe những người mà sống lâu năm ở đây á, ở đây là tràn là ao hồ không, rau muống, lau thậy, ao hồ, ao sen, đồng ruộng, chứ nó không có đường xá như thế này anh chị. Nó chỉ có một con đường đất để đi bến phà Phú Định thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó thay đổi. Đường ở đây đã khô nè, chuẩn bị ở đây chuyển mưa nè. Rồi, Sunny thân ái mến chào anh chị nhé. Tới ngã tư phía trước mặt thì Sunny sẽ làm cái clip. Đó là một cái địa điểm có ngăn cách giữa ba quận Bình Tân, quận 8 trái, quận 6 phải, phía trước mặt là Bình Tân. Sunny thân ái mến chào anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong những con đường lang thang tiếp theo. Những giọt mưa tắm mát cho đời, tắm mát cho cuộc sống chúng ta anh chị ha. Rồi, bye bye anh chị, hẹn gặp lại trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Doan. Bye bye, hẹn gặp lại. Sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi điều may mắn sẽ đến với anh chị và các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.